Thưa quý vị, một chiếc máy cày có thể chạy trên cạn, bơi dưới nước và có thể băng qua sông mà không sợ chìm. Chiếc máy dùng để cải tạo đất phục vụ rất tốt cho nghề nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long. Người chế tạo ra chiếc máy cày này không ai khác chính là ông Nguyễn Văn Rô, mọi người thường gọi là ông Tư Rô, một lão nông ở xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Và trong Việt Ngày Mới sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chiếc máy cày độc lạ này. Chạy trên cạn, bơi dưới nước và thậm chí là băng qua sông mà vẫn không sợ chìm. Đây là chiếc máy cày phao nổi của ông Tư Rô, một nông dân chính hiệu với trình độ lớp 4 trường làng. Bà con ta nuôi không hiệu quả, người ta mới nói tôi là để tôi chế cái máy. Sao nó nổi được, cài được, là mày chế được đó là tao mừng đó. Đó, tôi mới ngồi suy nghĩ, là mới lấy hộp số này, hộp số kia gáp lên, mình tính gì đâu, nó dễ lắm. Bây giờ mình tính là một cái can 20, vì là 8 cái can 160, cái máy 100 kg thì buộc nó nổi đó. Từ khi có chiếc máy này, việc cải tạo ao, đầm để nuôi các loài thủy sản của người dân trở nên đơn giản, tiện lợi hơn. Với giá thành bình dân, giờ đây chiếc máy của ông đã nổi tiếng khắp miền Tây. Thì qua cái sáng chế này thì theo góc độ địa phương thì nó cũng mang lại cái hiệu quả rất là cao cho bà con nhân dân. Đặc biệt là góp phần cho cái tăng cái thu nhập trong cái việc nuôi tôm cũng như là nuôi sò của bà con dân. Chiếc máy cày phao nổi luôn được ông nghiên cứu chỉnh sửa để ngày càng hoàn thiện hơn. Sáng chế này đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận sản phẩm độc quyền về giải pháp hữu ích. Anh muốn bây giờ mình đi chỗ nào người dân nói khó là gặp mình là nó cười ra ra lại. Để ông Tư mới cài lại nói chuyện làm theo ý ông là dám bảo đảm. Những khi ta mua máy theo ý tôi bán chịu, chừng nào chúng cho tiền chơi liền. Với tính cách hào sảng, ông được người dân đặt cho tên gọi ông Tư Máy Cày. Ước muốn của ông là được mở rộng xưởng cơ khí và tổ chức dạy nghề cho người dân khi có nhu cầu, qua đó giữ gìn và phát triển nghề cơ khí ở địa phương.